model NAS Synology phù hợp với những người mới dùng và cũng như là muốn trải nghiệm công nghệ NAS Synology, đó là model DS220+. Với cấu hình của nó sẽ bao gồm những gì? Thì đầu tiên, model này sẽ trang bị một cái CPU lõi kép và có tốc độ là 2.0 và có thể tăng lên 2.9 GHz. Thì RAM cơ bản là 2GB, phù hợp với số lượng người dùng khoảng từ 5 cho đến 20 người dùng. Thiết bị này có thể chứa hai ổ cứng tối đa. Cũng trang bị là hai cổng với chuẩn RJ45. Nhờ vào hai cổng LAN này, chúng ta có thể tăng lưu lượng truy cập đến với dữ liệu của chúng ta trên thiết bị NAS. Đi kèm với nó là hai cổng USB, chúng ta có thể backup dữ liệu ngay trên thiết bị NAS đến những cái thiết bị ngoại vi và bên ngoài như là ổ cứng hoặc là USB. Chiếc NAS này chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái file server, có thể ứng dụng như là một cái trung tâm giải trí đa phương tiện dành cho gia đình. Nếu các anh chị có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ dưới mô tả.